kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, mùng 9 đến ngày 11 tháng 7, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 52 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 76 vụ, làm chết 58 người, bị thương 50 người. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý 6.015 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61 qua địa bàn tỉnh Kiên Giang được khởi công từ tháng 8 năm 2014 và hoàn thành thông xe vào cuối năm 2015. Đoạn đường dài 14 km, tổng mức đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng khoảng 471 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đây là một trong những con đường huyết mạch trọng yếu của Kiên Giang, kết nối với hệ thống giao thông đồng bằng sông Cửu Long và các trục đường quan trọng trong vùng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đoạn đường hiện đã hư hỏng xuống cấp, gây bức xúc trong dư luận. Mặt đường nhiều ổ gà, ứ đọng nước mưa trở thành cái bẫy khiến không ít người điều khiển xe máy bị nước bắn bẩn và ngã khi ô tô chạy qua. Ngày 11 tháng 7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái của Canada, CAE, để cung cấp dịch vụ đào tạo huấn luyện bay cho phi công. Theo đó, CAE sẽ cung cấp và lắp đặt 3 sim huấn luyện mới gồm một sim Airbus A320, một sim Airbus A350 và một sim Boeing 787. Ngoài ra, cũng hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc huấn luyện giáo viên, nhân viên kỹ thuật trong việc vận hành khai thác thiết bị, chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia hỗ trợ bảo dưỡng, vận hành khai thác thiết bị. Việc đầu tư lắp đặt thiết bị mô phỏng buồng lái tàu bay của Việt Nam, đặc biệt là những tàu bay thế hệ mới như Airbus A350 và Boeing 787 sẽ giúp cho Việt Nam Airlines làm chủ công nghệ, chủ động trong công tác huấn luyện, không bị lệ thuộc vào đối tác, giảm thời gian và chi phí đưa phi công ra nước ngoài đào tạo. Liên doanh công ty cổ phần TASCO, công ty cổ phần VETC, nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC cho biết, trạm thu phí TASCO Quảng Bình đã triển khai dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC trên quốc lộ 1 với hai làn thu phí không dừng ETC. Đây là trạm thu phí không dừng đầu tiên trên cả nước được vận hành thương mại. Dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC đã được triển khai ở trạm TASCO Quảng Bình, trạm Toàn Mỹ quốc lộ 14, Đắk Nông và tiến tới là trạm Tư Nghĩa Quảng Ngãi. Mục tiêu trong năm 2016 sẽ triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại 28 trạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14. Theo lộ trình mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, đến cuối năm 2018, các trạm thu phí trên toàn quốc phải có làn thu phí không dừng và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn tại các trạm thu phí. Theo Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn, chủ đầu tư dự án xây dựng mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5, quận 8, nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông từ quận 5 sang quận 8. Theo đó, cầu hiện hữu rộng 13m sẽ xây dựng thêm hai nhánh cầu ở hai bên, mỗi nhánh cầu rộng 6,25m. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt sẽ xây trước một nhánh cầu vì không vướng đền bù giải tỏa để mở rộng mặt cầu lên 19,25m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 260 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2016 và hoàn thành trong quý 2 năm 2018. Vào ngày 11 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ chính thức giảm phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây với mức giảm một số loại phương tiện lên tới 10%. Cụ thể, đối với loại xe loại 1, loại 2 và loại 3, mức phí không đổi. Xe tải loại 4 giảm từ 150.000 đồng xuống còn 140.000 đồng và xe tải loại 5 giảm từ 240.000 đồng xuống còn 220.000 đồng. Để bù đắp các khoản thiếu hụt có thể xảy ra do việc điều chỉnh giảm phí, VEC khẳng định sẽ thường xuyên tăng cường áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình quản lý, khai thác vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, VEC cũng cam kết không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.
Áo phao được trang bị trên máy bay nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trong trường hợp chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì nạn trộm cắp và tự ý xe áo phao trên máy bay lại đang gia tăng, uy hiếp đến an toàn của hành khách. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào hôm 21 tháng 6, trong quá trình kiểm tra thiết bị an toàn trước chuyến bay, máy bay A330-381 thực hiện chuyến bay VN7130. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, tổ bay đã phát hiện mất 11 áo phao. Đây là số lượng lớn áo phao trên máy bay bị mất, gây ảnh hưởng đến công tác an toàn cho chuyến bay. Vụ việc đã được hãng vận chuyển này báo cáo lên Cục Hàng không Việt Nam. Vietnam Airlines cho biết, tình trạng mất áo phao thường xuyên xảy ra trên những chuyến bay có hành trình đi tới các điểm du lịch biển và các dịp lễ Tết. Ngoài ra, tình trạng tự ý xé áo phao cũng thường xuyên diễn ra. Trong trường hợp hành khách xé áo phao nhưng chưa kịp thổi phồng áo phao, chưa kịp làm hỏng áo phao thì chuyến bay vẫn đủ điều kiện cất cánh. Nhưng trường hợp áo phao bị hỏng hoặc đã bị làm phồng lên, chuyến bay sẽ phải quay đầu để giảm bớt khách. Kế hoạch điều chuyển hơn 70 lượt xe các tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các doanh nghiệp vận tải. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cũng đã công văn kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải xin hủy kế hoạch điều chuyển này. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho rằng việc điều chuyển sẽ khiến việc sắp xếp các nốt xuất bến tại các đầu bến xe gặp khó. Để tránh tình trạng xe khách chạy xuyên tâm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sở này đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi hành trình hoạt động trên các tuyến vận tải hành khách từ các bến xe thuộc tỉnh Nghệ An đến bến xe Mỹ Đình theo hướng điều chỉnh hành trình đi đến bến xe Mỹ Đình phải đi theo đường Hồ Chí Minh, không được đi theo hướng quốc lộ 1A Pháp Vân Cầu Rẽ, đường Vành Đai 3, đường Phạm Hùng. Bến xe Mỹ Đình cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nên giữ nguyên các tuyến xe phía Nam đang hoạt động ổn định tại bến, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn vốn. Hiện nay, bến xe này đã được mở rộng và không còn tình trạng ùn tắc và quá tải như trước đây. Sau hơn một năm được dựng lên trên hai cung đường có nhiều tai nạn giao thông tại Cần Thơ, hơn chục hình đệm cảnh sát giao thông đã bị xuống cấp, hư hỏng và không còn phát huy được hiệu quả như lúc đầu. Do đó, Cần Thơ đã quyết định thu dọn những hình đệm này. Ban An toàn giao thông quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ngày 11 tháng 7 đã thu dọn toàn bộ 12 mô hình cảnh sát giao thông cầm máy bắn tốc độ làm nhiệm vụ điều tiết tại các ngã ba, ngã tư và những khu vực thường xảy ra tai nạn trên quốc lộ 80 và 91 đoạn qua địa bàn quận. Lý do là các mô hình này bị xuống cấp, hư hỏng, quần áo bay màu, nhem nhuốc, đặc biệt là sắc phục không còn phù hợp. Thực tế, sắc phục của lực lượng cảnh sát giao thông đã được thay đổi từ ngày 6 tháng 6. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, các mô hình này có tác dụng lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của người dân. Tuy nhiên đến nay, các hình đệm cảnh sát giao thông này chỉ còn tác dụng đối với người lạ vì người dân đã quen mặt. Hôm nay là tròn một tháng công ty Grab Việt Nam triển khai dán logo cho loại xe GrabCar. Đây là nội dung nằm trong đề án thí điểm xe hợp đồng điện tử GrabCar trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là đưa hoạt động của GrabCar vào nề nếp và phù hợp với khuôn khổ pháp luật và từ đó tạo tiền đề cho việc triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào ngành vận tải trong tương lai. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, Phương My thường xuyên di chuyển bằng GrabCar. Chị chọn ứng dụng này vì sự tiện lợi và thân thiện với người dùng. Từ khi công ty Grab Việt Nam thí điểm dán logo cho xe GrabCar, chị Phương My càng cảm thấy yên tâm hơn. Về cái logo của GrabCar thì tôi cũng cảm thấy là cái việc mà có logo nó sẽ rất là góp phần vào cái đảm bảo lòng tin của khách hàng hơn. Vì khi nhìn thấy một cái xe mà có GrabCar, có logo thì tôi sẽ nghĩ là yên tâm hơn vì đây là xe của công ty chứ không phải là xe dù hay là bất kỳ một xe gì khác. Theo quy trình dán tem của Grab đưa ra, đối với xe mới đăng ký, sau khi hoàn tất hồ sơ, xe mới được cấp tem GrabCar từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Còn đối với xe cũ đã hoạt động trong hệ thống GrabCar, tài xế đưa xe đến các điểm hỗ trợ để được cấp và dán tem. Logo GrabCar là điều kiện bắt buộc với các tài xế, nó như một mã số chứng minh giúp phân biệt xe thường với xe tham gia đề án GrabCar. Phù hiệu và logo cũng giúp lực lượng chức năng liên quan có thể triển khai một số hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định để xử phạt. Các cơ quan nhà nước có cơ sở để giám sát số lượng xe tham gia vào dịch vụ GrabCar. Tem đấy thì công ty sẽ quản lý mình hơn, tại vì dựa vào tem đấy sẽ biết mình, xe mình. Cái số là cái số, chỉ có mỗi xe có một số thôi. Em ra là công ty sẽ nhận nhiều hơn. Gần như giống cái số chứng minh thư của mình. Cũng thuận lợi cho anh em. Bởi vì những cái tem này được Bộ Giao thông Vận tải họ hợp chuẩn rồi.
cho nên là mình không lo về cái pháp lý khi mà mình lưu hành trên những chặng đường. Trước đây, hoạt động của GrabCar đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Các hãng taxi truyền thống cho rằng các cơ quan nhà nước đã quá ưu ái và không ràng buộc cho loại hình vận tải này. Theo quy định, toàn bộ xe khách được lắp ráp sản xuất nhập khẩu từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 sẽ phải ngăn khoang hành lý ra làm nhiều ngăn. Đây là biện pháp để tránh việc nhà xe dùng khoang hành lý chở theo các hàng hóa lớn và hàng hóa có khả năng cháy nổ khi bị xê dịch dễ xảy ra tai nạn. Và quy định này đang khiến nhiều nhà xe lo lắng. Tháng 5 năm 2016, công ty cổ phần vận tải du lịch Hải Thiên đã nhập khẩu tổng cộng 5 chiếc xe khách. Khi đi đăng kiểm thì cả 5 chiếc đều được đơn vị đăng kiểm yêu cầu ngăn khoang hành lý thành nhiều ngăn. Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, mỗi khoang khi ngăn không được quá 1,5m chiều dài và 1,2m chiều rộng. Biện pháp này nhằm tránh xê dịch hàng hóa khi vận chuyển, nhưng lại khiến nhiều nhà xe băn khoăn. Trên cái xe này mỗi một thân cốt của tôi là dài tới 1m7 rồi. Bây giờ ngăn thì bây giờ còn 20 mấy phân. Thì chúng tôi để làm cái gì mà cái vách kia không thể chặt cái vách đấy đi được, thì đấy là cái mà tôi cảm thấy là nó bất cập, điểm chung rất là nhom nhem. Quy định chung của cái nhà sản xuất đưa ra, mình nhập xe về nó đã là chuẩn rồi và đã được đăng kiểm sử dụng lâu nay, bây giờ lại thay đổi thêm một cái lần thay đổi mới, nó sẽ không phù hợp cho doanh nghiệp, mất thời gian và mất thêm chi phí và làm ảnh hưởng cái mẫu mã chung. Trả lời cho vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định đây là quy định chỉ áp dụng tại Việt Nam và dựa trên đặc thù thói quen chở hàng hóa của người Việt. Nhiều vụ tai nạn, sau khi điều tra mới biết trong khoang xe chở gỗ, đồ dễ cháy nổ, thậm chí là cả chiếc xe máy. Trong cái kích thước thì của hầm xe thì có những quy định tối đa là 1,5m, 1,2m. Thì nó cũng xuất phát từ cái việc ấy là đủ cái kích thước để xếp những cái vali, những cái túi sách tay kèm theo đối với hành khách. Đấy là những cái kích thước mà những cái vali to nhất thì cũng đã xếp được đấy. Và tránh được cái việc là lợi dụng khoang hành khách để xếp rất nhiều hàng, thậm chí lên đến vài tấn hàng ở trong hầm xe. Tuy nhiên, để vừa đáp ứng quy định, vừa đảm bảo nhu cầu vận chuyển hành lý, hàng hóa, các nhà xe sẽ hoặc phải tháo dỡ vách ngăn giữa, hoặc phải ngăn hai khoang thành bốn khoang nhỏ hơn. Xe của mình nó như thế này, hoàn toàn bộ phía cốp bên này là coi như không sử dụng được. Mà nếu có sử dụng đi thì nó sẽ rất là mất an toàn giao thông cho người đi đường mà cả cho anh em nhân viên và khách hàng. Cái việc này như thế thì tự nhiên là cái cơ quan, ví dụ như cảnh sát giao thông chẳng hạn, họ có thể họ lại tăng thêm được một cái phần tiêu cực nữa mà để cho anh em doanh nghiệp bị rất là vất vả. Sẽ bị chật hẹp hơn, khó đưa vào. Và có những khách thì khi mà chật hẹp thì người ta sẽ đưa lên trên xe. Và khi đưa lên trên xe thì lại vướng lại chỗ đi lại của khách, hoặc là để lên trên khoang hành lý để xách tay thì nó lại quá khổ, lại bị rơi xuống nếu vô tình đi đường rơi. Khẳng định yếu tố an toàn khi ngăn khoang hành lý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thừa nhận có những bất tiện nhất định cho các đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là khi dừng đỗ xe bên đường để xếp hoặc dỡ hàng hóa, hành lý. Thêm vào nữa, chỉ những xe nhập khẩu lắp ráp từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 mới buộc phải ngăn khoang, nếu không sẽ không được đăng kiểm. Những xe khách mà đã hoạt động trước ngày 1 tháng 7 thì nó không bắt buộc phải thực hiện cái điều này. Thứ hai nữa là trong các quy định xử phạt mà theo tôi biết hiện nay là theo nghị định xử phạt ấy, là không có quy định về xử phạt đối với trường hợp mà các cái xe hoạt động trước 1 tháng 7 không ngăn khoang hành lý. Một quy định khi mới đi vào thực tế sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới các đối tượng liên quan. Và thực tế, quy định về ngăn khoang hành lý xe khách đã có từ năm 2014. Song, do thiếu yếu tố tuyên truyền cộng với cách giải thích không rõ ràng từ các trung tâm đăng kiểm đã khiến các đối tượng chịu tác động, mà ở đây là nhà xe và các đơn vị vận tải băn khoăn, lo lắng. Bản tin giao thông an toàn ngày 11 tháng 7 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.